chúng ta trở lại câu chuyện của Michael Strategy đi các bạn thấy được là công ty Michael Strategy là mượn nợ bây giờ với cái phần trăm lãi suất thấp thật ra lãi suất là không phần trăm thôi chia sẻ thêm một lát nữa tại sao mà công ty Michael Strategy lại chấp nhận điều này và các bạn cũng nên biết là đây là quyết định không chỉ riêng là của CEO Michael Saylor mà là quyết định của ban hội đồng quản trị thì công ty Michael Strategy mượn tiền bây giờ với lãi suất thấp thì 600 triệu hoặc là bây giờ là 900 triệu thì 900 triệu đô la họ vay mượn ngày hôm nay vài năm sau họ trả lại là cái số tiền đó sẽ có giá trị ít hơn mặc dù là họ vay mượn 900 triệu, và năm sau cũng sẽ 900 triệu nhưng mà 900 triệu đó sẽ có cái giá trị thấp hơn là bây giờ tại vì tiền đã bị mất giá. Cộng vào đó là cái phần trăm tăng, tăng trưởng của Bitcoin cho nên họ rất có lời có thể là các bạn thấy được đây là một trong những cái cuộc giao dịch mà rất tốt cho công ty Michael Strategy. Nếu lỡ như mà Bitcoin không tăng mấy năm sau thì như thế nào? Đó là cái sự khác biệt giữa suy nghĩ của tỷ phú và người đầu tư thông thường. Thì chúng ta bây giờ hãy đi vào trang web chính thức của MicroStrategy đi. Chúng ta thấy được là MicroStrategy đã đưa thông báo chính thức là ngày 17 tháng 2 năm 2021. Thì đây là thông báo trên trang web của MicroStrategy. Và nhiều bạn nói là cái họ nói nhưng mà không có làm. Thật ra mà nói các bạn cũng nên hiểu là luật của Hoa Kỳ. Khi mà các bạn là một công ty lên sàn đó là tất cả đều phải đi theo luật của SEC. Và khi mà họ bán trái phiếu này thì hợp đồng phải để rõ là họ vay mượn tiền này để làm gì. Và trong hợp đồng này để rất rõ ràng là họ vay mượn tiền này để làm gì là họ có ý định là đi thu mua thêm Bitcoin. Đây là cái ý định chính thức tại sao mà họ lại đi mượn nợ. Và cái nợ này các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái phần trăm lãi suất đi. Phần trăm lãi suất được chia sẻ bởi MicroStrategy trên trang web chính thức là họ mượn nợ với 0%. Có nghĩa là các bạn cho công ty MicroStrategy mượn tổng cộng là 900 triệu đô la nhưng mà tiền lời là 0% và Thêm vào đó nữa các bạn thấy được đó là cái ngày mà chưa nghĩa là cái ngày mà đáo hạn của trái phiếu này là ngày 15 tháng 2 năm 2027. Có nghĩa là chúng ta thấy là còn 5 năm nữa thì mới đáo hạn và trước đó vài năm, năm 2024 thì tháng 2 của năm 2024 những người mà lưu trữ trái phiếu thì có thể là quán đổi trái phiếu đó cho tiền mặt hay là một phần cổ phần. Và các bạn thấy được đây là cái điều mà rất là quan trọng Có thể nhiều bạn nghĩ ra tại sao lại cho mượn mà không phần trăm tiền lời Mà chỉ mượn mấy năm như vậy Thì tại vì khi mà tới năm 2024 Nếu như mà các bạn cho công ty MicroStrategy chỉ mượn Thì so với lại cái số tiền các bạn cho công ty MicroStrategy chỉ mượn mà họ đi thu một Bitcoin Và nếu như mà Bitcoin tăng giá Thì các bạn sẽ thấy được là cổ phiếu MicroStrategy Cũng đã tăng theo Các bạn cũng đã thấy được là cái cổ phiếu của MicroStrategy Từ thi mà Thu Bitcoin đó thì đã tăng rất là nhiều có thể nói là trong năm ngoái cổ phiếu microstra chỉ tăng còn nhiều hơn là cái phần trăm tăng trưởng của bitcoin chính thức cho nên các bạn thấy được là nhiều người thì nghĩ là bây giờ cho mượn không phần trăm nhưng mà sau này 4 năm sau lỡ như mà cổ phiếu tăng mạnh thì họ có thể là quán đổi một phần của trái phiếu đó để mà đổi lấy cổ phiếu của MicroStrategy thì lúc đó đã có sự tăng trưởng mạnh rồi cho nên đối với họ thì người đầu tư khi mà họ đưa tiền cho MicroStrategy thì họ sẽ nghĩ là cái lời của họ là nếu như mà 4 năm sau, 5 năm sau, nếu như Bitcoin tăng thì đương nhiên cổ phiếu của MicroStrategy cũng sẽ tăng theo thì đương nhiên họ có thể quán đổi cái trái phiếu đó cho cổ phiếu MicroStrategy có lời nếu như mà Bitcoin không tăng thì họ có thể là lấy lại tiền mặt của mình mặc dù là không có lời nhưng mà cũng không mất đi tiền mặt của mình cái phần họ mất đi chỉ là cái phần trăm lạm phát mà thôi cho nên các bạn thấy được là họ hy sinh một số lượng phần trăm lạm phát sau này thì ra tiền mất giá một chút nhưng mà họ có thể có khả năng có lời rất nhiều nếu như mà MicroStrategy đoán đúng là giá Bitcoin sẽ lên rất là nhanh Đó là điều đầu tiên Và đó cũng là lý do tại sao mà những công ty này cho công ty MicroStrategy vay mượn Điều thứ nhì Tại sao mà công ty MicroStrategy này lại đi vay mượn để mà mua Bitcoin Tại vì đối với công ty này thì cũng rất có lời cái mạng có thể là lấy tiền thiên hạ để mà đi thu một bộ Bitcoin Với cái phần trăm là 0% có nghĩa là họ có thể vay mượn với không tiền lợi và họ có đầu tư Bitcoin Và nếu như mà như là mong muốn Thì giá Bitcoin tăng lên Họ sẽ có thể là trả lại tiền Với lại một số những cái lợi nhuận có được Khi mà cổ phiếu tăng lên Nhưng mà phần còn lại là của họ Nghĩa là họ lấy tiền từ thiên hạ 0% Để có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận sau này Đây là cái lý do tại sao Mà chúng ta thấy cái hiện tượng này xảy ra Và các bạn thấy được là có Bitcoin Ở trên danh sách kế toán của một công ty đó Rất là tốt của Hoa Kỳ Tại vì họ gọi là Markdown Có nghĩa là khi mà chúng ta có một cái loại tài sản mà xuống giá mà loại tài sản đó đang nằm ở trong cái danh sách kế toán của công ty đó thì tài sản xuống giá thì các bạn có thể là trừ cái phần xuống giá đó vào trong cái lợi nhuận của công ty thì sẽ đóng có thuế ít hơn nhưng mà khi mà tài sản nó lên giá thì không cần phải đóng thuế nhiều hơn tại vì các bạn vẫn chưa có bán cho nên đó là lý do tại sao mà những công ty như là MicroStrategy, Square và những công ty khác như là công ty Tesla lựa chọn là bỏ một phần tiền vào trong Bitcoin và tôi nghĩ là đây mới là cái lý do chính thức những công ty đầu tư Bitcoin nó một phần là tại vì họ nghĩ Bitcoin là một loại tài sản để mà lưu trữ giá trị nhưng mà thật ra một phần khác nữa đó chính là cái lợi nhuận họ có được khi mà Bitcoin trở thành một cái phần tài sản trong cái danh sách của công ty thì sẽ có lợi mặt kế toán cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là càng ngày sẽ càng có nhiều công ty làm điều tương tự không hẳn là họ tin tưởng tuyệt đối vào tương lai của Bitcoin nhưng mà đó là một phần mà thôi phần còn lại đó chính là cái lợi nhuận họ có được khi mà đi thu Bitcoin Dùng tiền của công ty và để cái Bitcoin đó vào trong cái loại tài sản của công ty. Đây là một điều mà thường đã chia sẻ với các bạn. Lúc mà công ty Tesla đi thu mua Bitcoin và thêm điều đó nữa là khi mà Bitcoin tăng trưởng thì cổ phiếu công ty sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Các bạn thấy được đây là một trong những điều mà nhiều công ty rất là quan tâm đến khi chúng ta nhìn vào cổ phiếu của MicroStrategy. Cách đây không có lâu đó, các bạn thấy được là nhiều người nhìn vào MicroStrategy thì, thì họ nghĩ là công ty này là một điều rất là điên rồ lấy tiền công ty để mà đi thu mua nhưng mà càng nhìn kỹ hơn thì các bạn thấy được là MicroStrategy là một trong những công ty mà có thể nói đã có được lợi nhuận rất là nhiều đến từ thị trường crypto này chúng ta nhìn vào cổ phiếu của Michael Strategy đi chúng ta nhìn vào cái thời gian là khoảng chừng là một năm đi các bạn thấy được là một năm qua thì công ty Michael Strategy bắt đầu là đi thu mua Bitcoin là cái thời điểm nào Đừng zoom vào các bạn thấy rõ hơn đó chính là cái thời điểm là tháng 8 của năm 2020 thì từ lúc đó các bạn thấy được là bắt đầu có thông tin là Michael thu mua Bitcoin và tốn khoảng chừng là hai tháng trước khi mà mọi người hiểu được là chuyện gì đang xảy ra nhưng mà ngay lập tức khi mà chúng ta thấy được là mọi người đã hiểu được là chuyện gì đang xảy ra tại sao mà công ty MicroStrategy lại đi thu một Bitcoin như vậy thì chúng ta đã thấy được là giá Bitcoin đã có cái sự tăng trưởng cùng với thời điểm đó là cổ phiếu của MicroStrategy có thể nói là hồi tháng 8 lúc đó là cái giá cổ phiếu MicroStrategy có 123 đô mà cho đến ngày hôm nay đã lên tới 929 đô cái sự tăng trưởng này là đến từ giá Bitcoin tăng trưởng chứ không phải là đến từ công ty MicroStrategy là mang có lợi hơn. Các bạn thấy đưa là công ty MicroStrategy này, chúng ta nhìn vào cái trang web Bitcoin Treasuries. Đây là cái trang web mà để danh sách những công ty nào mà đang lưu trữ Bitcoin mà đang trên sàn chứng khoán. Thì các bạn thấy được là công ty MicroStrategy là công ty đứng đầu hiện bây giờ. Với cái số lượng Bitcoin họ thu mua tổng cộng đó, cái số vốn là 1,145 tỷ đô la và bây giờ cái số lượng tiền này đã trở thành 3,688 tỷ đô la và cái số lượng Bitcoin họ lưu trữ là 71.079 Bitcoin. Đây là cái lý do tại sao mà công ty MicroStrategy lại sẽ liên tục để mà thu Bitcoin. Và đây cũng lý do tại sao mà thuận nghĩ là những công ty khác cũng sẽ noi theo tại vì cái lợi rất là lớn. Chứ không phải là họ đi theo Bitcoin tại vì họ rất tin tưởng vào chuyện Bitcoin sau này. Cái phần khác nữa là cái lợi nhận đến từ lưu trữ Bitcoin chứ không phải là cái lợi nhận đến từ giá cả Bitcoin không. Đây là điều mà chúng ta cần phải hiểu. Thì đây là những cái thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Ngày mai là thứ bảy tại Cali cho nên ngày mai sẽ không có video Thuận dành thời gian về gia đình. Thì Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và ở cái phần cuối của video này tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin chi tiết hơn về những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital. Trong đó chúng ta có những cái ưu đãi như là các bạn có thể đăng ký được những bonus cũng như được giảm cái phần trăm phí giao dịch. Các bạn thấy là một trong những sàn rất nổi tiếng đó chính là sàn Binance.com hay còn gọi là Binance Quốc tế. Đây là cái sàn Binance mà đã có từ năm 2017. Và các bạn thấy là đây là một cái sàn mà chúng ta có thể nhận được 20% phí giao dịch spot giảm hay là 10% phí giao dịch future giảm khi mà các bạn thông qua link của Thuận Capital Các bạn có thể bấm vào một trong hai link này Link màu xanh dương hay là link màu vàng Thì các bạn bấm vào các bạn sẽ thấy được là chúng ta thấy là kickback rate là 20% nghĩa là các bạn sẽ được trả lại 20% khi mà giao dịch ở trên sàn Binance thông qua link của Thuận Capital thì các bạn có thể là bấm vào một trong hai link các bạn đều có thể được hưởng cả hai 20% phí dịch spot được giảm và 10% phí giao dịch future sẽ được giảm và nhiều bạn hỏi thường là giao dịch spot giao dịch gì giao dịch spot là một cái giao dịch thông thường sàn binance thì các bạn thấy được đây là một cái sàn mà hiện bây giờ không có hỗ trợ us trader nếu như các bạn là một người ở hoa kỳ thì các bạn cần phải sử dụng sàn binance us bên dưới này cũng có link đăng ký các bạn bấm vào còn về một sàn mà có hỗ trợ us trader hiện tại đó chính là sàn LMT Đây là một cái sàn margin có chế độ copy trade như là các bạn có thể copy lại những cái trader khác và hiện bây giờ cũng có những cái ưu đãi độc quyền đến từ MT như là các bạn có thể là nhận được bonus cho đến cái ngày là 26 tháng 2 bonus có thể lên tới là hơn 400 đồng USDT tùy theo là các bạn nạp vào bao nhiêu tiền vào sàn Me Trade này những chi tiết sẽ nằm bên dưới và đương nhiên các bạn tham gia bất cứ một cái dịch vụ nào ở trên danh sách này các bạn đều phải bấm vào cái link màu xanh lá cây đây là cái link để các bạn có thể điền đơn vào nhóm nhân hỗ trợ Đội thôn cáp sẽ hỗ trợ các bạn về những cái thắc mắc liên quan đến sử dụng những cái dịch vụ này và các bạn thấy được là chúng ta có thể tham gia vào sàn margin nổi tiếng sàn margin bybit thì bây giờ thì các bạn tham gia thì cái phí giao dịch tháng đầu sẽ được giảm 10% sàn Coinbase một sàn mà hiện bây giờ đã đang hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh Úc và 27 quốc gia thì bây giờ thì sàn Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ Việt Nam Đây là một cái sàn mà tôi nghĩ là ai cũng đã biết rồi Các bạn có thể là tham gia thông Tomolink Thuận Capital khi mà các bạn mua 100 đô crypto đầu tiên Các bạn sẽ được tặng 10% sau khi mà đã thành công mua 100 đô đầu tiên Sàn Prime XBT thì bây giờ có bonus 5% khi mà nạp tiền Các bạn có thể là nhập cái mã Thuận C để nhận được bonus này Các bạn hãy bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm hay là các bạn có thể tham gia vào ứng dụng BlockFi đây là một cái ứng dụng lending có lại các bạn có thể là gửi đồng Ethereum, Litecoin, Bitcoin và một số đồng khác vào trong cái ứng dụng BlockFi này và có thể nhận lại hàng tháng và bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô khi mà các bạn gửi tiền vào BlockFi tùy theo các bạn gửi là bao nhiêu bấm vào xem chi tiết đây là một cái ứng dụng mà thường đã xài rất là lâu rồi và đương nhiên crypto khoan đây là cái ứng dụng mà hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain mà chúng ta sử dụng hàng ngày nhưng mà nào mà tham gia thông minh của thuật capital thì có thể nhận được 30 đô la credit lần đầu tiên khi mà các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng và bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm và đây là những cái thông tin mà thuận mang đến cho các bạn liên quan đến cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn.